Rồi hôm nay em giới thiệu cho anh em sửa chương trình nha. Chương trình đầu tiên là chương trình mở lên này, bảng điều khiển mở lên, mới mới đầu tiên mở lên đó. Thấy không, thấy bảng điều khiển không? Rồi ok, rồi bắt đầu mở chương trình đã tạo lên để sửa điểm nha. Chương trình bị lệch điểm á, chương trình nào anh em lệch điểm thì cứ mở lên rồi mình chạy mình kiểm tra mình sửa. Sửa điểm thì chuyển sang chế độ tích. Rồi đang chế độ tích xong rồi mở chương trình mình lên này, mình có tạo sẵn chương trình 8987 rồi, mình mở sẵn chương trình lên thì mình sẽ trace tới cái điểm nào mà mình hàng điểm nào mà bị lệch mỗi hàng đó thì mình trace tới. Ví dụ giờ trong này thì mình có trace sẵn, mình có lưu sẵn điểm có hai điểm này cụ thể nha, hai điểm này mỗi hàng nó cần lệch thì giờ mình sẽ di chuyển nó sang mỗi hàng bên này. Đó, ví dụ như trong phôi khác cũng giống vậy, sửa điểm thì cách thức nó giống nhau. Rồi đầu tiên mình trace tới điểm cần sửa, điểm nào mà bị lệch đó, trace tới vị trí đó đã. Rồi ví dụ như trace tới điểm này hàng này, rồi điểm hàng này lệch đúng không? Rồi ngay vị trí hàng này, rồi ngay vị trí hàng này lệch thì bắt đầu sửa này. Thì trước khi sửa thì mình giới thiệu cho cái phần điểm sửa này gồm có hai nút, này là nút trade, này là nút, này là trade lui, nút này là trade tới, rồi nút này là lưu không hàng, nút này là lưu có hàng. Rồi xong rồi trên này vô bảng điều khiển này, trong này có chữ change và linear này. Change là thay đổi này, nó cái nút này là để bấm chữ nút dưới này, nút dưới này để bấm đổi change add này, delete này, switch này. Rồi nút nút trên là các điểm mu đó. Đầu tiên là BTB là mu trên không này, di chuyển lưu trên không. Linear là đường thẳng á, là mu L đó. Rồi SQL là đường tròn. Rồi well in là đường zigzag. Ok rồi. Giờ mình sửa thì sửa ngay này là điểm điểm hàng là điểm đường thẳng. Muốn sửa đúng không? Mình trace tới điểm cần có lỗi rồi á thì mình di chuyển sang cái điểm mà cần sửa lại đó. Đó, mình di chuyển sang đây, que đây. Về đây. Mình di chuyển sang cái điểm mà cần sửa này. Đúng không? Điểm này là mình cần sửa từ vị trí này qua đây. Cần sửa. Di chuyển qua. Rồi ví dụ như mình cần sửa điểm ngay vị trí đó nha. Rồi bắt đầu sửa nè, chuyển sang chen này, add là chèn thêm điểm này, sửa là chen chen. Rồi mu thì mu l thì vẫn để linear này. Rồi bắt đầu mình nhấn nút lưu có hàng, sửa có hàng thì lưu có hàng, sửa không hàng là lưu không hàng đó. Nó bảo là bạn muốn sửa lưu có hàng không thì mình chọn Z, thấy không? Rồi chọn Z nha. Đó là nó sửa từ điểm bên kia sang qua bên này. Rồi bắt đầu mình sửa thêm điểm cuối nữa, điểm hàng này gồm có hai điểm, điểm đầu tiên và điểm kết thúc đúng không? Thì điểm đầu tiên là mình sửa rồi, bắt đầu mình sửa tới điểm kết thúc này. Mình sửa điểm kết thúc thì mình bấm vào phím phím hai màu này nè. Mình bấm này, bấm tới, bấm nút chay, chay tới thì nó sẽ di chuyển sang điểm số 4. Di chuyển sang điểm số 4 là mình sửa ngay điểm số 4, hoặc là nếu như không cách đó thì mình sẽ chạy tới ngay vị trí mà điểm sửa điểm cuối đó. Thì mình sửa giống như điểm đầu thôi. Rồi di chuyển sang điểm đó nè, điểm cuối này, lưu này vẫn để trên này, sửa thành mua trên, sửa thành linear. Rồi lưu không hàng, ok. Rồi rồi mà giờ mình sẽ bắt đầu mình chơi lại thử này. Giờ mình sẽ chơi lại mình xem là cái điểm sửa của mình đúng chưa nha. Sửa từ từ đường thẳng bên này sang đường thẳng bên này này đó, thì mình chỉ cần sửa hai điểm thôi. Đang di chuyển tại tốc độ hơi chậm.
Rồi bắt đầu nè, S1 này đó, cái điểm này là điểm trên không, không phải điểm máy nên mình cần sửa điểm đó nữa, cần sửa thêm điểm đó nữa. Lúc đầu sửa hai điểm đó, nó chữ di chuyển thang, mình sửa hai điểm hàng rồi á, sửa hai điểm hàng là nó di chuyển sửa hai điểm hàng, chỉ cần hai nhớ 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 là hai nút này, hai nút này, một nút là để chuyển chế độ sửa điểm này, chèn điểm này, hay là xóa điểm đó, để delete là xóa điểm, rồi một nút trên là để chuyển sang chế độ mu là linear, CQL là đường tròn đó, rồi well với chắc đó, mình nhớ chỉ cần hai nút này là để sửa đổi sửa điểm, và hai nút lưu không hàng này, này là lưu, nhớ là lưu không hàng, này là lưu có hàng, rồi hai nút phím này là truy tới truy lui, hai phím trên là rùa đẩy rùa đó, rồi ok đó, sửa xong rồi đó, truy tới. Rồi giờ mình cho hàng thử luôn nha, thử thử điểm hàng này luôn, tại vì sai điểm đó rồi cho hàng luôn đi. Từ từ nha, để mình này còn chỉnh tốc độ nữa, chưa chỉnh tốc độ này, quay lại chỉnh tốc độ này, quay ở đây chỉnh tốc độ này, chú ý viết đúng không, vào program rồi tên chương trình này 987, ok, nút enter này, lúc này là cancel ra này, rồi sửa sửa tốc độ 2.5, rồi điểm chấm là điểm có hàng này, điểm mà có dấu chấm á là điểm hàng, rồi tốc độ đang 0.5 đúng không, mình sửa tốc độ lại còn 0.4 cho đường hàng cho đẹp này, IGO á là dòng điện nó, ampere là 120 này, volt là 16.8, rồi chuẩn rồi, không còn sửa, rồi muller này cho 2.5, ok. Rồi cho hàng thử luôn nha. Muốn hàng thử á thì chuyển sang chế độ trong phần chuyển sang chế độ sang Auray này, tức là vậy, còn Auray là cho chuyển sang chạy tự động. Rồi. Xong rồi mình vào hộp job, bỏ vào hộp job. Khi nào cần thì để mình làm thêm chương trình bỏ vô hộp job nữa. Rồi số 1. Rồi cho chạy thử nha, hàng đường thẳng sửa điểm rồi đó, okay. Rồi hàng nè, tại vì mình thì hàng đường dích dắt rồi, quên quên bỏ chương trình bị nhầm rồi, sửa lại đó, để bỏ lại chương trình đang hợp chốt, hồi nãy bỏ đường hàng dích dắt. Rồi sửa lại chương trình tên số 987, ok. Rồi lại này, chuyển sang Override. Rồi bỏ vào hộp job lại. Rồi nhấn Start chạy này, sẽ hàng lại đường thẳng sửa bên kia. Từ bên này nó sang bên kia, điểm trên mình chưa sửa đó, đáng lẽ mình phải sửa điểm trên nữa. Đó. Hàng rất đẹp á, sao nó hơi tối tối nhỉ, sao Đức à, ok không đó, nhỏ nhỏ vậy đẹp rồi, chuẩn rồi, càng to thì tăng, càng muốn lớn hơn thì tăng thêm, tăng dây tăng điện lên xíu nữa, này tăng điện xíu nữa là đẹp rồi. Đường hàng bên cạnh là đường hàng dích dắt này,
được dắt hàng vảy cá. Đường này thì hàng đường thẳng thôi. Đó. Đây là robot Panasonic nè. Đây là bảng điều khiển. Bảng điều khiển này. Tất cả các robot Panasonic này, rất là nhiều. Đó, tủ là VR006. Rồi ok. Anh em nào thấy video hữu ích thì để lại một like và một subscribe. Đăng ký kênh để cho có ra được nhiều video hữu ích không? Rồi ok.